qua Canada thì lúc đó là có một cô con dâu, cô mới tâm sự với cô nói là con là Phật tử, gia đình chồng con cũng Phật tử, nhưng con không chịu nổi bà má chồng con với bà gần nhóm đầu thầy chung đó. Thầy cô này sanh trưởng bên này, lớn lên cô là dược sĩ, người chồng cổ là bác sĩ, mà bà má chồng thì bà cổ đấu sĩ chồng. Mà ở chung với nhau thì hai ba thế hệ nó đụng nhau, mấy con biết, nhưng mà con không thể nào ở chung được, chắc là hoặc là ly dị hoặc là bà phải vô nói xin hơn với con ở chung, mà con chịu không nổi. Chồng con thì coi bà như thần tượng, thành ra chắc là con chia tay. Thì cổ hỏi cô làm sao để giải quyết chuyện này, thì bữa mà dạy đó cũng có bà má chồng không? Thì khi đó cô mới ngồi cô nói thế này, cô đọc một cái câu chuyện, tình cờ là buổi sáng cô đọc cái câu chuyện mấy em nó gửi cô qua mail, chuyện là có cô gái đó, cô đi lên phi trường, trong khi mà chờ đợi đi lên máy bay thì cô mua một gói bánh, rồi cô ngồi cô mở bánh ra cô ăn, bánh nát bánh gì đó không biết, thì vừa ăn vừa đọc báo, thì đang ăn thì anh thấy cái con bàn tay con bóc bánh của mình ăn, bàn tay đó là của anh chàng thanh niên ngồi kế bên, anh ta cũng lôi tờ báo ra đọc. Thì cô này cũng sồn trong bụng, cái người này thiệt vô duyên à, tự nhiên cái gói bánh của mình cứ bóc lụm à, thành ra không lẽ giờ mình giành trở lại, có tức mình có ăn thiệt lẹ, thì bên kia hả cũng tăng tốc độ bóc thiệt lẹ, cuối cùng còn có một cái thì anh ta chụp được, anh ta nghĩ anh ta bẻ làm hai được con nữa. Rồi một lát sau lên trường, lên máy bay rồi thì anh ta ngồi trước cổ, cũng giận, thấy cái mặt là không có ưa, người gì đâu vô duyên, cái gói bánh mà bóc không cần xin mình mà thấy cái cuối cùng để cho mình bằng kẻ hai nữa. Nhưng mà khi cổ bắt đầu xích beo xong thì cổ khám phá, cổ thấy trong cái vỏ của mình còn nguyên gói bánh. Tự nhiên hết giận. Hết giận mà quê. Cái gì hiểu mà. Mình con gái mới là vô duyên á. Con trai thì ta còn bắt con gái trong này bóc của ta ăn à. Cô nói cô quê nó nổi mà lát đi xuống, nghĩa là suốt cái giờ bay bay biết mấy tiếng mà không có dám dọn, rất là mắc cỡ, mà không lẽ lại xin lỗi cô kỳ, cô nó có mắc cỡ không biết bao nhiêu mà kể. Nhưng mà lát đi lên ra, khi mà máy bay ngừng rồi đợi ông ta đi hết rồi khuất cái bóng mới dám lên, chưa bao giờ cổ lâm cái tình trạng mà nó quê như vậy, là khi mình tưởng mình người ta ăn của mình mà quá ra mình ăn của người ta. Như vậy thì tại sao cái hành động đó ta làm mình giận, mà tác động mình làm mình thấy có gì đâu lỡ mà. Dạ cô kể chuyện đó xong cô mới nói cái này. Cái anh chàng bác sĩ mà đẹp trai mà nhà giàu, có địa vị mà em đang yêu thương và định cưới về, thì anh ta không có tự trên trời rớt xuống. Mà cô điều tra rồi, bà mẹ này có mang là đều năm 75, và cái người chồng đi vô trại đi học tập thì chết trong tù, bà một thân một mình, rồi sau đó mới bồng con đi vượt biên. Đi mà khi mà tàu mà cập bến Thái Lan á, thì bà mới bồng đứa con mà đi ra mà nó lúng sình không có vô được, mà đội đứa con trên đầu mà nước nó bắt mé lên tới lỗ mũi, mà chỉ còn cái kêu gào Phật cứu giùm. Bà nguyện làm sao là bà chết trong tư thế chết đứng mà đứa con vẫn còn ở trên đầu để người ta cứu giùm đứa con. May là thuyền người ta phát kịp, ta đem lên, là khi mà nước trên lên nó lỗ mũi. Thì đi vào trại rồi đi qua bên đó, rồi đi làm một giớp hai giớp nuôi con ăn học. Đến khi cưới vợ thì cái nhà của đứa con bà cũng đã trả xong, cái xe đứa con bà cũng trả xong, và tiền bạc tất cả một tay của bà, bên nay tay của bà biến dạng hết do bị đứng cúp á. Người phụ nữ này từ 25 tuổi đến khi mà bây giờ, cái gói bánh tức là cái số tiền mà đầu tư cho đứa con nó quá nhiều, có một mẹ một con à. Tại là cái gói bánh mà em đương ăn đó là của bà mẹ mua suốt bao nhiêu năm nay, 40 năm mới có một anh chàng bác sĩ đẹp trai nhà giàu học giỏi cho em yêu thương, người ta chưa ăn được miếng nào hết mà em bóc gần hết,
Và cái cuối cùng mà em còn tính lộn, lộn chọn không có bẻ làm đôi nữa. Đến khi tuổi mẹ già rồi, phải không? Mẹ không còn ăn bao nhiêu thôi, các em bẻ đi làm đôi đi. Đâu mà ăn trần trạng tạo ráo mát nè. Em thấy rõ ràng, một chàng mà người con có hiếu này là người rất là tốt. Em đừng có chia, đừng để đặt người mà mình yêu vào một cái hoàn cảnh khó xử. Phải không? Thì khi cô chỉ nói điều đó thì cô còn dâu khóc. Chiều đó cô nói con sẽ chia cái bánh này cho mẹ con, chứ con không ăn một mình đâu. Bà còn sống bao lâu nữa? Nuôi con nên dốc nên hình, ăn học tới đó, bây giờ cô con dâu muốn trọn trọn gói à. Ông bà vô nói xin hôn, cái bánh chia hai đi, cái cuối cùng biết bà còn sống được bao lâu. Bán này, rồi em sẽ lớn lên, em sẽ có con thì em sẽ làm má chồng, em sẽ đau dữ lắm, nhớ đi. Khi nuôi con mới biết công lao, khi làm má chồng rồi mình mới hiểu cái đau khổ của người mẹ. Thì bà qua đây bà đâu có học, bà đi làm tất cả mọi việc để nuôi đứa con ăn học, dồn cái bàn tay của mẹ đi, không biết biến dạng hết, sao không thương một chút, một tiếng mẹ, dù là mẹ chồng cũng là mẹ của mình mà. Phải không nào? Nhớ điều này để ăn trường hậu một chút.